Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ủa có gì hay nói, mắc mớ gì tự nhiên đang nói chuyện điện thoại mà tắt ngang vậy? Cái nói, ủa sao mỗi lần tôi điện em là tôi thấy cái thằng ở bên phòng em. Trời ơi, ban ngày qua chơi mà ban đêm cũng qua chơi là sao? Tôi không thích vậy, mỗi lần mà tôi điện em mà tôi thấy nó qua là vậy mà ở xuyên suốt vậy là tôi không thích. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tôi gặp lại cố nhân. Xin chào chị nghệ sĩ nhân dân. Chào anh Quốc Thuận. Chào kép nam trọng nghĩa. Hết hồn. Dạ công chúa. Dạ, công chúa vợ trọng nghĩa. Nó nói là lâu dữ lắm rồi. Từ sau gì? Vợ cái lương rồng phượng anh hả? Cái tựa bây giờ lâu Thuận nhắc. Hồi đó là em đạo diễn Nghĩa đóng em. Chị với anh Nghĩa là chung một cái tuồng gì mà tới bây giờ không có nhớ ra được. 20 năm hả Nghĩa? Mà hát tên Tàu rồi hát công đình rồi đó. Ghê đúng. Rồi Hồng Vân là hồi xưa con mê kép hát. Tối đó nướng khoai lang lùi đó đi cho kép hát ăn. Mà nướng khoai lang ở ngoài coi đẹp lắm, đen chín ngon lắm. Mà trong sống nhăn à. Thiết kế nướng. Vậy đó hả? Rất là hân hạnh được tiếp chuyện cùng với một ông anh mình rất yêu quý. Đó là nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Thanh Trang, hiện nay em 25 tuổi, đang kinh doanh online. Mời anh. Tôi thì tên là Võ Trọng Nghĩa. Tôi đang cộng tác cho nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Yeah. Em đoán nha, hôm nay anh khoảng 45 không? 45, xem đúng rồi. Mà nó ngược lại 51. Đúng vậy. Trời ơi. Đẹp quá anh Nghĩa ơi. Hai đứa tôi, đã nói hai đứa tôi xưng tên với nhau thì bạn đoán, bạn phải suy nghĩ chứ, bạn phải suy nghĩ chứ. Có nghĩa là ngoài mặt trẻ đúng không? Đó, Phật trẻ. Cũng trẻ luôn. Phật đâu đứng lên đây rồi. Phật đó. Trẻ luôn, vợ trẻ luôn. Đó, bình ghê thường không? Ơi, nó bốn mấy nè, thấy nè, không? Bây giờ làm mụ không à, chứ không thể nào làm đào được. Thôi. Đó tôi làm đào, tôi đóng chung với ổng đó. À, Nghĩa xin cảm ơn Hồng Vân và Quốc Thuận. Bây giờ quay trở lại câu chuyện tình yêu của hai người. Anh Nghĩa là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng bên nghệ thuật cải lương. Thanh Trang có phải là do đi xem một vợ cải lương và dạ. Không phải là fan? Nếu mà nói là fan thì em không phải là fan của chồng em. Ở dưới quê em thì tên Trọng Nghĩa thì được bà con cô bé khán giả rất là yêu mến luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó em nhỏ quá, em có một cái người chị nuôi á, tên là Ái Hằng, thì chị đó cũng là nghệ sĩ luôn. Em đi xem chị đó hát, vô tình là tối đó chị đó hát chung với ông xã của em. Em thì em cũng mê cái lương lắm. Anh kép này thì cũng gọi là đẹp, ra sân khấu gọi là cũng bị là hơi sáng. Chị em hát thì xong rồi phải vô trong khán phòng ở trong á. Dạ. Thì em gặp anh này đúng không? Dạ là lúc em đi vô thì ông xã em ngồi trang điểm kế bên chị em luôn. Lúc đó anh tôi đảm bảo ông này không phải nghía. Cái vụ này là bây giờ mình cũng nói thiệt luôn là không bắt chuyện gì hết. Em cho anh xin số điện thoại đi. Cái đó là trước tiên rồi ha. Số em hả? Rồi sau khi cho ảnh số điện thoại, ảnh có nhắn tin, ảnh có cưa cẩm gì không? Ảnh nói liền luôn à. Ngày mai anh có hát cái đó nếu em có rảnh lại chơi. Rồi có hát cái coi không? Dạ có, mà em lại chơi. Đúng không? Hả? Trong suốt một khoảng thời gian sau đó là anh Nghĩa có thường xuyên coi như là gặp gỡ em hoặc là có liên lạc có với liên em. Lạc với em, có chở em đi xem anh hát không? Dạ sau đó thì tụi em chỉ gặp có một lần là hẹn đi uống nước thôi chứ không có đi xem hát. Tại vì em lên em ôn thi chỉ có một năm thôi là em về lại quê. Em nhưng mà nguyên một năm trời đó là gặp nhau được bao nhiêu lần? Có một lần. Một lần một. Khi nào hai người mới bắt đầu quen nhau? Khoảng hai năm sau lận. Trong 2 năm đó thì giống như là hai vợ chồng vẫn có liên lạc bằng điện thoại, nói chuyện qua lại với nhau. Không có về Cần Thơ được rồi, không tại có vì ai gặp ai. Có khi đòi suốt chơi mà cũng không có chịu. Không có chơi. Rồi thì bây giờ em hỏi bà mẹ tôi coi, bây giờ em có một cái người lớn tuổi thương em vậy đó, thì cha mẹ có đồng ý hay không? Là anh đã tỏ tình với Trang rồi đúng không? Chưa nó tỏ tình gì hết trơn, nói vậy thôi. Người ta có một cái đường hướng tấn công khác nhau. Xong cái có một lần nữa thì gần Tết đi chùa thì hỏi đi chùa làm chi vậy thôi, đi chùa cầu duyên. Mình thương người đó mà không biết người ta có thương mình không, nói bâng quơ vậy đó. Nhưng mà có một ngày quyết định á, mình xin phép xuống dưới đặng giống như thăm ba mẹ thôi. Nhưng mà đi cũng đông lắm chứ không phải đi người. Phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì
Thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì? Thì em nói dạ con nói thiệt mà, thì bây giờ mẹ cứ ở nhà đi, nếu mà chừng nào người ta không có lợi á thì mẹ nói con nói dốc. Rồi xuống rồi ba mẹ sau đó có hỏi gì em không? Không, ảnh ảnh xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi cuối em luôn. Tại xuống mới có hỏi thôi. Thì hai bác với cha đồng ý thì con về con dẫn người lớn xuống nói chuyện, tại vì mình lớn tuổi rồi mà con đã mới lớn mà mình nghệ sĩ nữa. Cũng nói thiệt thì nghệ sĩ thì cũng có người ưa mà có người thì người ta cũng không phải thích lắm. À. Ừ. Cho nên là mình có cái mặc cảm đó. Mình sợ không biết có thích nghệ sĩ hay không, ví dụ vậy đó. Ừ. Thì nói chuyện xong á thì ông già bà già nói câu vậy. Nó thôi bây giờ con cứ về đi rồi có gì để bác bàn với Trang lại rồi có gì trả lời cho con biết. Anh nói chuyện thẳng với ba mẹ là anh xin hỏi cưới em không? Em bị mất hồn không? Đó. Dạ có. Tại vì vô đầu anh nói với em là anh chỉ nói là xuống gặp ba mẹ hỏi thăm giống như hỏi thăm thôi à. Em về tối đó em nhắn tin là em nói ủa anh nói anh xuống nhà em chơi thôi mà sao tự nhiên cái anh vô vấn đề luôn à? Anh chưa biết là em có đồng ý không mà. Cái em nói là phải đi trước chứ, đi chậm quá lỡ anh ta hốt là sao. Nhưng mà trong lòng em á là lúc đó em đã thương ảnh chưa? Thương á thì cũng chưa có thương đâu chị. Nhưng mà nói lúc mà ông xuống ông nói chuyện với ba mẹ đó, ông có nói thật tình hết luôn hoàn cảnh của ông về, đó. Ủa cái chuyện đó là dĩ nhiên phải thật tình à? Ừ. Thì em cũng biết là từng hôn nhân đổ vỡ gì đó. Ví dụ như con có cái gì mình kể ra tiền trong ngân hàng có nhiều, có cái nhà hoặc chiếc xe gì đó thì mình nói vậy. Có nghĩa là hoàn cảnh mình sao nói ra hết. Nói như vậy rồi có gì gia đình con lúc trước có làm sao con cũng kể ra hết vậy. Rồi sau bao lâu thì ông bà mới trả lời cho Nghĩa biết là gia đình đồng ý cho hai đứa tìm hiểu? Từ lúc mà ngày mà nói chuyện đó cho tới mà ngày dẫn người lớn xuống đó là cũng tầm khoảng nửa năm, gần nửa năm. Đó. Hai người yêu nhau bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Xuống gia đình cho tới ngày đám cưới luôn á là khoảng 4 năm à. 4 đúng năm. Để cổ sợ cổ học cũng được. Nên anh chờ em đi. Vậy là Trang đã tốt nghiệp đại học rồi? Dạ, em đã tốt nghiệp đại học luật kinh tế. Vậy đó mà bây giờ không có đi làm nhà nước hả? Dạ nhà không, bán hàng chơi em... vậy? Tại vì bây giờ nếu mà em đi làm á thì nó cái giờ giấc em nó sẽ bị gò bó, với lại em không có thể nào phụ ông xã em được hết trơn á. 3 năm mấy gần 4 năm đó là yêu nha. À, anh vẫn đi hát, cô này vẫn đi học. Vậy thì có bao giờ mà cô Trang cổ được có một cái là cổ nói như thế này, cô nói cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện chứ còn nhiều khi là mình đàn ông mà đúng không, mình sẽ có những cái gì đó là những cái lúc không kiềm chế thì cổ cũng có nói vậy thì mình vẫn tôn trọng là nói trời ông Nghĩa ông hiền quá thật sự á. Dạ thì em có nói rồi ông xã em cũng ok luôn. Cái mặt ông lúc đó chắc tội dữ lắm á. Dạ. Đúng không? Mặt tội dữ lắm đúng không? Ê, dạ. Có vụ không? Có vụ mà đâu có vụ được em đâu. Thôi chị. Ủa, em bộ em hay đi dụ người ta lắm hay sao? Chị mất người quá. Mất người quá. Tại vì chị nói là nhìn cái mặt ông rồi nghiệp trời, quá. Chị nói thiệt đó. Em á nhiều khi chỉ bình thường thôi, nhiều khi ngồi chỉ cần nhìn thôi. Nhìn nó mắt thèm khát thôi, ví dụ vậy. Không cần nói ra miệng đúng không? Nắm cái tay cái làm bé kia nói liền thôi anh ơi. Khi nào đám cưới xong đúng không? Là bắt đầu rớt còn ông này là ông cứ nghĩ là ai cũng ông cũng phải gạ phải dụ mắt hấp thì him, đó mắt thì phải hỏi coi có không, ông có thì mình mừng cho mình mừng cho bé mình mừng cho anh Nghĩa đúng không? Rồi bây giờ cưới nhà được bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi. Có bao nhiêu tật xấu lòi lao? Dạ tật xấu thì chỉ có là ghen nè, ghen hay ghen rất là hay ghen luôn, với lại hơi được không có gọn gàng. Ghen là nói chung là từ lúc mà hai vợ chồng quen nhau cho tới lấy luôn thì có 3 câu chuyện để ghen, ghen chấn động luôn. Hồi lúc mà em học ở Cần Thơ á thì có một cái người bạn thân, mà người bạn thân đó là nam, thì bạn đó cũng mướn cái phòng trọ gần đối diện với em luôn. Thì thường là ban ngày á bạn đó ngoài đi học thôi là về là qua bên phòng em chơi, nấu ăn cho em, rồi xong á cái nhầm khi tối chơi tới hả 8-9 giờ 9-10 giờ chừng nào buồn ngủ mới đi về. Cái mỗi lần điện cái thấy bạn em bên đó cái bắt đầu xong tự nhiên cái tắt điện thoại luôn, không nói chuyện mấy ngày luôn. Cái lúc đó chắc em là gọi FaceTime thấy hình đó. Dạ đúng rồi, gọi thấy hình đó. Ghen nhưng mà không nói, lúc đó em cũng không biết luôn. Cái em nói trời chắc ông này không lẽ người ta nói là thiệt, giống như nghệ sĩ là hay đào hoa này nọ. Cái em nói không lẽ giờ ông gặp người mới sao ta. Rồi đến khi nào em mới biết là cái hành động đó là cái em thấy nó vô thường quá, em bước xuống em không hiểu chuyện gì xảy ra. Em điện mà không bắt máy, biết bao nhiêu cuộc luôn. Cái em mới nhắn tôi một câu, ủa có gì thì nói, mắc mớ gì tự nhiên đang nói chuyện điện thoại mà tắt ngang vậy, vô duyên mất lịch sự. Cái xong cái em nhắn tới thấy em nhắn tin dữ lắm, điện thoại dữ lắm, cái mới điện thoại lại
cái nói ủa sao mỗi lần tôi điện em là tôi thấy cái thằng nó bên phòng em. Trời ơi, ban ngày qua chơi mà ban đêm cũng qua chơi là sao? Tôi không thích như vậy, mỗi lần mà tôi điện em mà tôi thấy nó qua vậy mà ở xuyên suốt vậy là tôi không thích. Thôi mà riêng vụ này là anh nói là ghen là đúng. Dạ. Ghen là đúng luôn. Đúng, đúng rồi, chị cũng đồng ý với em. Còn cái trận ghen nào dữ dội nữa không? À, trận ghen sau này là khi mà về hai vợ chồng rồi em đi học lái xe á, có cái người thầy mà dạy em là cũng do ông xã em chỉ luôn, đưa lại đó học luôn. Thường là đi học á là chiếc xe bốn chỗ á thì một người lái là sẽ có ba bốn học sinh ở sau ngồi sau coi quan sát cái người đó. Tự nhiên cái ông thầy này á, ông ngộ lắm, không có cho em lái đầu tiên, cho mấy người kia lái xong cái đuổi mấy người kia về. Còn mình ơn em với ông thầy đó. Cái tự nhiên em chạy, cái để tay lên đùi em. Rồi. Em mỗi lần mà để lên đùi em là em lái xe lên lề. Rồi cái... nhưng mà cái câu chuyện anh nghĩ anh ghen là anh phải biết cái chuyện đó. Dạ, giống như là 2-3 ngày như vậy. Cái ngày mà thứ tư á, ông nói là ngày mai á, thầy sẽ không cho em lái mấy cái đường này nữa, mà thầy sẽ cho em lái xa hơn nữa. Đi tỉnh. Không, dạ, tỉnh. Cái em về qua bữa sau em không dám đi học. Em chưa dám nói với ông xã em luôn, tại vì cái người đó là quen gì đó, ông xã em chỉ em đó. Em cứ nói thôi anh ơi, bữa nay em đau bụng quá, em không đi học đâu. Em làm đủ chiêu trò chân. Cái em nói sao bữa nay anh nhìn thấy em lạ quá. Là Nghĩa nói đó. Dạ. Phải không? Ừ. Cái em mới nói ra luôn. Đó anh Nghĩa là sao? Cái ngày đầu tiên học á là không biết sao là vỗ đầu, giống như kiểu như lớp ổng lớp tuổi rồi mà, ví dụ như mình nghĩ không có gì đâu. Rồi cái 2-3 ngày sau tôi thấy gì mà không có, thấy hơi khó chịu rồi. Cái tôi tính chuẩn bị chở đi rồi. Anh nói sao biết không? À, thôi đi, không học nữa đâu. À, học gì đâu mà ông này ông cứ vỗ đùi khó chịu muốn chết. Nói hả, cái gì vậy? gì vỗ đùi gì? Ông nói tôi tức móc điện thoại chơi liền. Trả tiền lại liền, tức cách trả tiền lại hết này nọ. Không cần thiết. Không, vậy là ghen vậy đúng rồi. Ghen đúng. Ghen vậy là đúng rồi. Lên máu tăng xong lên. Lên máu áp mà. Bị cao áp á. Thở lên luôn cả. Thật ra là câu chuyện này là anh nghĩ anh ghen đúng. Đúng ra là phải chặn mặt nữa kìa. Nói chung là có xin lỗi và có xin gặp có xin, để mà nói chuyện hiểu lầm. Nhưng mà tôi nói thôi, không có hiểu lầm tại đâu. Tại vì không có hiểu lầm và cũng có những gì anh làm anh biết. Không cần gặp, tại vì cái tánh tôi nóng lắm. Thôi bây giờ bỏ qua cái ghen đi, tôi không thấy ghen là ghen đúng rồi đó. Chứ không phải là ghen trật đâu. Vậy ông còn cái tật xấu gì nữa tôi phải moi cho bằng được. Nhậu dữ lắm luôn. Cái đó tôi tin nha. Nhậu không xỉn á. Ngoài xô xiết đi diễn nghe là lịch nhậu full luôn. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu có dẫn em theo không? Dạ có, nhưng mà cái tính em thì nó hơi bị khác người lắm. Giống như là cái chỗ đó mà em không thích rồi, em không có cần dẫn em theo. Cho em ở nhà đi, em ở nhà mình nên em ngủ luôn cũng được nữa. Nhưng mà ông xã em có một cái ngộ là nếu mà em không đi là ổng không đi à. Ừ, mai mốt đừng đi. Dạ, mà hơi làm khó em lắm chị. Giống như nhầm khi em nghĩ là em nhỏ, mà nhầm khi người lớn người ta mời chồng mình đi vậy mà mình không đi thì mình kỳ. Mà không cho đi nhậu cái là nói chuyện hơi bị lớn tiếng. Cái em nói ủa anh, em chỉ không cho anh đi nhậu thôi, sao anh nói chuyện lớn tiếng? Đâu có đâu, tại vì nói vậy thôi. Quỷ biển. Ông á là đã huyết áp rồi, ông còn đi nhậu được không? Nhậu thì cũng có một cái mức nào thôi chị. Nói chứ không phải là rất nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình này nha, nhưng mà sau đó là ngưng nhậu nhiều. Đúng lắm. Rồi. Rất nhiều người bỏ, chấp nhận luôn, anh em bạn bè giận cũng được nữa, nhưng mà thôi không nhậu. Hồi đó là 10, bây giờ cũng không khỏi tới 4, 3. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi. Nói chung là không có được gọn gàng. Có làm biến công chuyện nhà không? Không có làm biến chị, nhưng mà được có một cái đi làm trước là chị phải đi theo sau giờ. Đó, à, vậy là bừa bộn rồi. Bừa bộn đó. Dạ. À. Không có làm biến, cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà, lau nhà, làm thay dọn hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn. Nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi xăm dọn. Có nghĩa là rồi cái em làm được hết nhưng phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi. Mê game không? Không có mê game mà hay coi tin tức thời sự, coi ba cái gì không mà em không có. Còn ba gì? Cái thời sự đó là phải coi. Bỏ công việc ra là bắt đầu chụp cái điện thoại. Ông vậy. Ông làm như ông hay không biết. Mà xã hỏi một cái câu này mà mình thấy mình cũng thấy nó cũng mắc cười mà không biết nói thì sao. Tối ngày coi cái đó có ra tiền không? Chờ mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. Dạ em mong muốn qua cái chương trình này thì em mong muốn ông xã em làm tập trung hơn nữa vô cái nghề của mình, tập trung hơn cho vợ, quan tâm vợ, giống như là để ý vợ chút xíu. Bây giờ tới ông đó. Cho ông bức xúc gì ông nói hết đi ông Nghĩa. Hay cằn nhằn á. Đó, đồng ý cái người vợ quá thương chồng, coi như mình muốn chồng thương tất quả gì đó phải nói ra những cái đó là cái đó hay, cái đó tốt chứ không gì hết trơn á. Nhưng mà có nhiều khi á, mình nói chứ nhiều khi nó hơi nhiều á. Tôi nói bây giờ tôi nhiều khi còn tôi lái xe ăn cái chuyện đó bà nói rồi mình nghe. Ừ biết rồi, nói nữa cái chạy chút xíu nói chuyện gì đã, cái hồi cứ quay lại cái nữa cái
hai lần. Tại vì em nói mà anh không có trả lời nên là em bước xuống em tưởng là anh chưa nghe em nói. Sao nghe được, nghe chứ. Thì anh nghe, anh phải anh mới trả lời chứ. Chứ phải ngồi đó mà nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi vậy. Nói gì có nghe không vậy? Trời đất ơi. Ngồi kế bên, hai người kế bên gì mà họ nói có nghe không vậy? Trời ơi, sao cái gì vậy nghe. Rồi còn cái tầng 6 gì nữa không nè? Sống là ngủ hay gác? Trời ơi. Gác, phải gác. Có nào gác nữa được không? Gác cao luôn mà gác cao chứ gác thấp không chịu, gác cao lên như nè, tính tới đây nè. Mà ngực, cái ngực của mình là thở. Mà bác cái vậy đó, nó không phải gác cao vậy đó. Trời ơi trời, chịu nổi không? Mà thôi chiều vợ nhưng mà con cái bạn ngủ mê rồi đẩy xuống chứ thở không được. Già lắm. Ông vợ ông mong vợ ông thay đổi gì? Vụ mà càng nhà thì bớt lại. Giờ rồi hai người có tính muốn có baby không? Dạ em muốn, muốn. Chúc hai vợ chồng sẽ mãi mãi yêu thương nhau ha, hiểu nhau đó. Và đặc biệt là tháng 11 này bác sĩ báo tin vui. Qua năm sau chuẩn bị tinh thần để chào đón một thành viên, một trọng nghĩa con, hoặc là thanh trang con, hoặc thanh trang con sẽ đến với gia đình. Hai vợ chồng này con trai cũng sẽ đẹp, bạn gái cũng sẽ đẹp. Đó. Dạ, hai vợ chồng cảm ơn chị. Cũng cảm ơn. Trọng Nghĩa cũng xin chúc chương trình và tất cả quý vị và tất cả anh em làm chương trình luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn. Lúc mà tròn một năm kỷ niệm ngày gặp nhau thì bọn em là có một cái cơ hội là được đi Vũng Tàu chung. Rồi là cơ hội trời cho thì tranh thủ. Sau đó 2 tháng thì mẹ em có gọi điện thoại cho ba và nói là anh ơi về chuẩn bị tổ chức cái đám cưới. Thì ba em mới nói là cái sáng hôm đó đúng không? Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nghe những câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng này. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Kiều Hà Trang, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Nghề nghiệp của em hiện tại là kế toán tại Vinpearl Nha Trang. Ôi dồi. Ồ, vậy hả? Có nghĩa là mới từ Nha Trang vô đây luôn. Ừ. Dạ. Wow. Xin cảm ơn hai em nha. Rồi, mời em. Chào hai anh chị. Dạ, em tên là Lê Văn Hòa, nghề nghiệp hiện tại là kỹ sư công nghệ của nhà máy bia. Hòa năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em thì cũng bằng tuổi của vợ là 29 tuổi. 29, dạ. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu cho anh biết hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và lần đầu tiên em gặp anh ấy em có ấn tượng gì về anh không? Dạ lần đầu tiên em gặp chồng của em bây giờ là tại một đám giỗ của nhà dì em, thì em là cháu của dì. Còn anh là cháu của Dượng, thì giống như là cháu ông gặp cháu bà. Cháu ông gặp cháu bà, dạ. Đúng rồi. Thì trong suốt cái bữa ăn thì em cũng không để ý nhiều. Nhưng mà sau khi ăn xong thì anh họ của em có mời hai đứa là thôi đi uống cà phê. Thì trong cái bữa cà phê đó thì mới ngồi nói chuyện với nhau và xin số điện thoại của nhau. Thì ấn tượng ban đầu của em về chồng của em là một người rất là nhẹ nhàng, vui tính, cởi mở. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là em 24 tuổi. 24 tuổi, dạ. Là 5 năm trước rồi. Dạ đúng rồi ạ. Wow. Còn em sao? Dạ, nói chung là tiếng của vợ em thì em biết từ lâu rồi. Nhưng mà đó là lần đầu tiên mới gặp mặt. Thì, nhưng mà gặp mặt rồi thì thấy sao? Thì hồi đó vợ em cũng khá là mignon, cũng nhìn rất là dễ thương. Em có nghe bên gia đình của mình quảng cáo gì về ảnh không? Dạ có, tại vì dì em thì hay nói về anh chồng em. Tại vì hồi đó là bọn em là cùng học một khóa, dì có hay nói ví dụ như thi chuyển cấp hoặc là thi đại học thì dì có hay nhắc đến là anh này học giỏi, ảnh là ảnh học đại học thành phố chứ không phải là học ở tại Nha Trang như em. Rồi là chồng giỏi đó đúng không? Chồng là một người giỏi chắc là cái đó cũng là một ấn tượng đối với em đúng không? Dạ. Sau đó em có chủ động cứ như nhắn tin hay là gọi điện thoại gì cho cô gái này không? Nói đúng là cua đó em. Do ấn tượng đầu tiên là khá là mạnh mẽ cho nên em chủ động tấn công vợ em luôn. Bằng cách nào? Dạ thì có số điện thoại rồi, ngày hôm sau là tụi em rủ đi uống cà phê. Dạ thì tiếp sau đó nữa thì em có rủ vợ em tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh. Chà, đi học như vậy là chắc có
rất là nhiều thời gian để tiếp cận với nhau, đúng không? Và càng ngày cái tình cảm nó càng khăng khít với nhau, đúng không em? Mà vấn đề là học chung rồi có lo học không? Dạ, học được một tuần xong bỏ học luôn. Thấy chưa? Tôi rành quá. Mới có động từ tôi quên là nghĩ không học có, đúng không? Yêu đương nó ngộ lắm. Nó cứ thất thỏm rồi trái tim rồi đập rộn ràng lạc nhịp rồi không có vô được một cái tiếng nước ngoài nữa. Rồi lần đầu tiên em tỏ tình với cô bạn gái này là ở trong lớp học hay là ở đâu? Thì thành phố biển mà anh. Cho nên vợ chồng em là hay đi ra biển. Tỏ tình ra biển. Dạ. Sao ảnh lãng mạn? Dạ, ngày hôm đó thì anh cũng có hẹn em là tối nay mình ra bờ biển để mà đi dạo nói chuyện. Thì em cũng không ngờ là anh đã chuẩn bị một cái bánh kem. Và ở trên đó thì có ghi là kỷ niệm một tháng quen nhau. Thì anh cũng chắc em ra biển, đặt bánh kem xuống thì anh có nói là ngày hôm nay là tròn một tháng mình quen nhau. Thì em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Wow. Rồi sao nữa? Dạ, thì lúc đó thì em cũng đồng ý. Rồi có lén hung tay, hung chân, hung má gì không? Dạ, lúc đó thì chỉ nắm tay thôi ạ. Nắm tay rồi, không có tận dụng thơm một cái. Thường á là người ta mỗi lần mà tỏ tình kiểu đó là nắm tay nè, nhìn xoáy vào mắt nhau nè. Và có thể nếu mà đứa nào mà nhát á là sẽ là hung má thôi. Đúng đó, cái buổi đó là không có hung. Chứ cái nụ hôn đầu tiên là cách cái ngày hôm đó là bao xa? Dạ, chắc cũng khoảng một tháng sau. Đúng, một tháng sau luôn hả? Dạ, thì cũng là hai vợ chồng đi chơi biển với nhau. Lúc đầu thì đi dạo dọc bờ biển. Bình thường thì anh lại kéo tay em lại. Thì em cũng hơi giật mình. Nhưng mà lúc sau thì anh chủ động anh hôn em. Sao hả? Cái nụ hôn đó chuẩn bị từ bao lâu? 2 tháng luôn. Coi như là ém lại trong 2 tháng luôn, đúng không? Thì mình cũng phải đi từng bước một. Cầm tay trước, khi mà thấy đối phương không phản ứng gì là mình mới tiến tới hôn. Nhưng mà cái cảm nhận của cái nụ hôn đầu tiên đó như thế nào? Dạ, phê. Mặn mà nữa, hôn ở trên biển mà phải mặn mòi. Coi như khi đó là không còn nghe được tiếng sóng biển luôn. Còn em thì sao? Em thì em cảm thấy có một chút xao xuyến, thì cũng phê. Rồi như vậy là tình yêu chấm nở đó, chấm nở rồi nhau rồi. Dạ. Rồi có thường xuyên có những chuyến đi chơi xa để tận hưởng không? Dạ, thật ra thì cả gia đình em và gia đình chồng em đều là người Nha Trang, đều là có nhà ở Nha Trang. Mà mẹ em thì rất là hạn chế cái việc mà đi chơi xa. Lúc mà tròn một năm kỷ niệm ngày gặp nhau thì bọn em là có một cái cơ hội là được đi Vũng Tàu chung. Em thì là đi thăm ba em ở Vũng Tàu, tại vì ba em chuyển công tác ở Vũng Tàu. Còn chồng em thì là đi ở đám cưới một ông anh họ. Thì là cùng có một cơ hội là đều đi Vũng Tàu với nhau. Rồi là cơ hội trời cho. Rồi em kể tiếp đi Hà. Sáng hôm đó coi như tụi em cũng đi xe từ buổi tối, xong rồi sáng hôm sau là tới phòng. Hồi đó là ba vợ em mới làm ở đây cho nên có phòng trọ thôi. Thì mới giao chìa khóa cho hai đứa. Thì tranh thủ. Thì ta giao chìa khóa phòng trọ còn hỏi rồi sao nữa. Ê, có nghĩa là tranh thủ lúc ba đi làm là sáng là dạ, của hai đứa đúng không? Tại vì á bình thường là ba em là 7 giờ mới đi làm, mà sao ngày hôm đó không biết làm sao thì lại gọi điện thoại cho hai đứa kêu là sáng nay ba có việc gấp, 4 giờ là đã phải đi làm rồi, nên là thôi đưa chìa khóa cho hai đứa thì hai đứa cứ vô nhà rồi ngủ thêm, rồi sáng ngày hôm sau đi, sáng là còn đi chơi. Thì vừa mới bước vào phòng một cái thì anh này cứ em tranh thủ, tại vì chắc là anh cũng biết là tối là sẽ ngủ chung với ba rồi, nên là không biết là nên là tranh thủ em ơi. Thì sau khi xong xuôi hết rồi thì em lại kiểm tra điện thoại thì thấy có 2 cuộc gọi nhỡ, sợ quá mở lên coi thì thấy ba gọi. Em mới gọi điện thoại lại, ba gọi con có chuyện gì không? Ba kêu chứ, nãy giờ sao tao gọi điện thoại cho mày, mày không bắt máy. Thì em mới nói, dạ con đánh răng. Ra tao có dám nói gì đâu. Dạ, sau đó 2 tháng, thì mẹ em có gọi điện thoại cho ba. Để mà nói là, anh ơi về chuẩn bị tổ chức cái đám cưới. Thì ba em mới nói là, cái sáng hôm đó đúng không? Ba biết lý do luôn rồi. Ba biết luôn rồi đó. Lỗi tại tôi mọi đàn á, lỗi tại ba đó. Tại đâu nhiều khi ba tạo điều kiện đó. Nhưng mà sau cái đêm đó là cách nhau 1 tháng 2 tháng là bác sĩ bảo cưới đúng không? Yeah. Đó. Ban đầu dự định là vợ chồng em cuối năm khoảng tháng 11 mới cưới. Nhưng mà do có tin vui đó cho nên là lại đẩy cái kế hoạch lên sớm hơn. Và sau khi đám cưới thì là hai em là ở đâu? Dạ. Ở bên chồng hay bên vợ? Dạ, sau khi đám cưới xong thì em ở nhà chồng ạ. À, cuộc sống nó có thuận hòa không? Dạ, thì thời gian đầu thì do khác biệt về suy nghĩ, về cách sống, rồi về cách cư xử. Tại vì em còn nhỏ, chuyển từ một cái môi trường khác nên là chưa có nhập gia tùy tục được. Nên là nó sẽ có không thể thoát khỏi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Trong khoảng 2 năm ở chung thì bọn em bắt đầu chuyển ra ở riêng.
Nhưng mà em mâu thuẫn là mâu thuẫn với mẹ hay với ba hay với chị hay với cô hay với gì? Dạ thực tế thì là anh chồng em không có ở chung với ba mẹ chồng mà ở chung với cô chồng. Em và cô lại không hợp nha. Dạ đúng rồi ạ. Rồi lúc đó em sao? Em rối dữ lắm đúng không? Dạ. Nói chung là mình đứng kẹp giữa hai người, nó không biết chọn, không biết xử lý sao á. Nói chung khi đó thì mình chỉ biết chạy ra ngoài thôi. Lúc đó thì không quyết định được. Thì chạy ra ngoài suy nghĩ thì mới quyết định là thôi thì đang nếu vậy vì hai vợ chồng mình xin ra ở riêng. Dạ. Vậy thì ra ở riêng trong lúc đó là hai vợ chồng và thêm đứa con. Dạ. Đúng không? Thì chắc chắn rằng là ra riêng tự lập là có vô vàn những khó khăn. Vừa khó khăn mà vừa nghĩa là vỡ hòa về nhau luôn đúng không? Đúng không? Bắt đầu cá tính bắt đầu mới xuất hiện. Dạ. Thì sau khi mà ra ở riêng á, tất nhiên là nó sẽ có xuất hiện những cái tật xấu. Nhưng mà đồng thời á, thì em cũng nhận ra rằng là nhờ có cái khoảng thời gian khó khăn trước đây, mà khi mà mình ra được ở riêng rồi á, thì em cảm giác là chồng em mang tính chất là tự lập hơn, giúp đỡ phụ việc cho vợ hoặc là chăm con. Thì những cái đó thì em cảm thấy nó là một cái điều rất là đáng quý. Nhưng mà đồng thời thì loài ra một số tính xấu. Ví dụ. Dạ đúng rồi ạ. Anh rất là nghiện điện thoại, cực kỳ nghiện điện thoại. Một ngày có 24 giờ thì anh có thể là cầm điện thoại đến 15 tiếng, bấm game hay là vô Facebook. Dạ cả hai. Có những khi mà đang nằm ngủ thì anh bật dậy anh cũng cầm cái điện thoại lên anh lướt cái xong rồi lại đi ngủ tiếp. Có chơi với con không? Dạ chơi với con thì chơi, nhưng mà ví dụ như con chạy lăng quăng thì ba cũng lại cầm cái điện thoại lên ba coi tiếp. Rồi nè, chồng em làm ở hãng bia. Dạ đúng. Vậy rồi, chồng em có mê bia không? Dạ anh rất là ghiền nhậu, cực kỳ ghiền nhậu luôn, nên là cái mà ghiền bia hay ghiền rượu? Dạ ghiền bia, tại vì ghiền anh làm bia, nhà máy bia. Cái đô của chồng em là nhiêu? Dạ chắc là khoảng từ 12 đến 15 chai đó. Ít dữ. Dữ à. Do công việc á, có mình được tăng cái khả năng lên, từ từ lên. Còn tật xấu gì không? Ảnh ở dơ với lại lôi thôi luộm thuộm. Ví dụ như đi làm về cái đôi tóc đó, anh có thể anh vứt đó 3 ngày, 5 ngày. Em thì em cố tình em để đó luôn để cho anh tự xử. Nhưng mà không, anh không làm. Rốt cuộc em vẫn phải làm. Dạ. Rồi một cái tật xấu cuối cùng là anh tật xấu là về ngủ. Như người ta thì người ta hay ngáy, nhưng mà ảnh thì ảnh cứ rên rên trong cái cuốn họng á. Rên dạ, cứ rên. Tức là có nhiều người ngủ ngáy khác nha, mà ngủ rên là khác nữa, rồi còn nghiến răng là khác nữa. Mỗi người mỗi tập. Dạ. Ảnh cứ trong cái cuốn họng á, rồi cảm giác rất là khó chịu. Em ghi âm lại á cho anh nghe. Dạ không, nhiều khi em bực quá em vã một phát cây miệng, phải là anh tỉnh vậy. Đào luôn mộng luôn, mất hồn, định mộng luôn anh. Rồi có thường xuyên tập thể dục thể thao gì không? Ảnh làm biếng tập thể dục lắm, nên là ảnh tăng, từ khi anh lấy em ảnh tăng 20 kg. Mỗi lần cứ kêu là anh đi tập gym đây, nhưng mà chờ miết không thấy. Rồi bây giờ tới em đó Hòa, vợ em có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em thì ví dụ là lúc em đang trên đường đi làm, chưa kiểm tra điện thoại, cái lúc vừa lên nhà máy mở điện thoại ra thấy một list danh sách những việc vợ yêu cầu chồng làm sau khi đi làm về. Ví dụ như những công việc nào? Dạ ví dụ như là đi chợ chẳng hạn, như vậy em kêu mua 7.000 bún chẳng hạn, nhưng mà em mua thường thì em hay mua nhiều hơn một xíu, tại vì cái bụng em cũng hơi lớn, em mua 10.000 cái. Về vợ em nhìn vô quá là biết liền, sau dặn có 7.000 sau em là cằn nhằn đó, cằn nhằn liền đúng không? Rồi dọn dẹp nhà cửa thì tính em cũng hay bừa bộn, cho nên cứ khi nào đi ra là vợ cứ nhắn là phải thì đó. Nhưng mà chị hỏi nè, em viết như vậy nhưng mà chồng em có bao giờ làm hết cái danh sách mà em yêu cầu không? Dạ chị hay là được 70-80% thôi. Trời vậy là hay lắm rồi. Quá hay. Một cái list bữa lớn mà làm 70-80 là quá hay rồi. Dạ. Chứ còn có những người á, viết em viết kệ em, ông không làm kệ ông. Vậy nhiều khi trả lời là quên. Quên đọc. Rồi còn gì nữa nè, tật xấu gì nữa không? Tật xấu nữa là hay móc ruột em. À móc ruột ví của em. À. Tại vì tính của em là bao nhiêu tiền trong ví là em hay gấp lộn xộn lại không để ý. Nhưng mà đến khi mở ví ra mà thấy nó ngăn nắp từng tờ một là biết ngay có người móc ruột. Là có người móc ruột, rút nhưng, ruột đúng rút không? Ruột. Xong nhưng rồi mà có rút không? Dạ sắp có, chắc có chứ. Công lao người ta sắp xếp gọn gàng, tiền nào ra tiền đó. Cho nên em không thích cái ví của em được gọn gàng, cái thích nó lộn xộn tí nhưng mà an toàn, nó an toàn hơn. Là... À, còn gì nữa nè? Dạ lúc ngủ thì em thì thích ngủ một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà vợ em thì hay gác rồi ôm, mà những cái đó thì em lại không thích. Là em hay thường hất ra. Dạ còn một cái tật nữa là vợ em hay la mắng chồng con quá. Mà la mắng có khách không? Hay là không có khách nhưng mà la mắng kín mới nguy hiểm anh. Ví dụ như vợ em hay la em về cái gì nhất?
chắc thì... là cái đôi giới ông để vậy phải không? Dạ, đúng rồi. Xong quăng tùm lum vậy nè, đúng không? Dạ cũng cờ đó. Sao cầm điện thoại hoài vậy? Sao không cầm tay tôi? Nhiều lần còn bắt con cầm điện thoại của ba quăng vào xô nước. Trời ơi. Rồi bây giờ Hòa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ vợ em thay đổi là thứ nhất là bớt la mắng chồng con đi. Thì bây giờ ở gọn gàng xíu đi, người ta không la đúng không? Buông điện thoại rồi ra. Rồi bớt nghiền điện thoại đi thì người ta không la đúng không? Bây giờ em mong muốn Hòa thay đổi điều gì? Dạ thì em mong muốn ảnh là bớt cầm điện thoại lại. Tại vì con nó cũng lớn rồi, mình cũng cần phải dạy nó học. Thì trong thời gian dạy nó học thì không thể nào mà vừa cầm điện thoại nó không nghe. Rồi ảnh bớt nhậu lại. Mặc dù là anh có sức khỏe thật nhưng mà về lâu về dài thì nó không có tốt. Hiện tại thì em thấy là cuộc sống của bọn em bây giờ thì ảnh đã rất là chu toàn rồi. Mong anh rồi cứ phát huy thêm. Thực ra bây giờ người ta làm hãng bia cho nên người ta cũng không thể nào người ta không nhậu được. Nhưng mà em chỉ nói nghe nè, nếu mà bia mà mình đúng uống mà đúng liều lượng là rất tốt luôn á. Nhưng mà uống quá thì là cái gì cũng vậy đó. Cái gì quá đều là không tốt hết trơn á. Cảm ơn hai vợ chồng em là từ Khánh Hòa vào đây tham gia Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng đến một phần rất là hấp dẫn nghe. Bốc thăm may mắn đó. Mời hai em đến với phần hấp dẫn này.